Hoàng Thịnh đâu rồi, vào chưa? Có chứ, mình còn thầy còn thiếu các bạn 2 tiết á. Thứ sáu này mình sẽ thầy sẽ báo với các cô để bù 2 tiết cho các bạn ha. 2 tiết thứ sáu này á là mình còn tuần này nữa thôi, là tuần sau mình thi rồi, tuần sau mình thi giữa học kỳ rồi đúng không nè. Rồi bây giờ chúng ta đi nhanh ha, để chúng ta dành thời gian ôn tập nè. Rồi bây giờ hôm bữa thầy giao cho các bạn nhiệm vụ là các bạn hãy làm đầy cho thầy cái phần thông tin đúng không. Các bạn phải nêu cho thầy được 4 lần thử thách của em bé thông minh. Rồi sau mỗi lần như vậy thì kết quả của những lần thử thách này như thế nào, và qua bốn lời cho thầy 4 lần thử thách của em bé thông minh đây nè con. Rồi bây giờ lần thứ nhất đi. Lần thứ nhất nè. Lần thứ nhất là Viên Quang xuất hiện khi thấy hai cha con của em bé ở bên vệ đường đang làm ruộng, thì Viên Quang đến đặt câu hỏi cho em bé thông minh như thế nào? Là con trâu ngươi có một ngày cày được bao nhiêu đường? Đúng rồi, Viên Quang đặt ra cho em bé thông minh một câu hỏi rằng là trâu của nhà ngươi cày một ngày được mấy đường. Như vậy đây là thử thách thứ nhất ha. Rồi bây giờ thử thách thứ hai, thầy mời bạn khác. Cảm ơn Minh Lộc nha con. Thầy mời bạn khác. Cảm ơn Minh Lộc. Minh Lộc đã chỉ ra cho chúng ta được cái thử thách thứ nhất của em bé thông minh. Đó chính là trâu của cha con ngươi á, được chưa, cày một ngày được mấy đường. Rồi bây giờ thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai thì mời Trung Minh. Thử thách thứ hai con. Nói là nghe ba ông chơi đó Thành. sao thành anh chơi chơi đó để ra chính chính con chơi con. Rồi đúng rồi, như vậy là thử thách thứ hai đó chính là đặt em bé vào hoàn cảnh, không những em bé mà cả dân làng vào hoàn cảnh là phải nuôi làm sao mà ba con trâu đực phải đẻ được thành chín con trâu, được chưa. Như vậy nãy giờ các bạn gạt vào sách giáo khoa được cho thầy 2 ý rồi nha. Các bạn gạt sách giáo khoa nha, không phải ngồi chơi đâu nha. Lộc ơi, gạt sách giáo khoa nha con. Rồi gạt lại cho Có thầy sách giáo nè. khoa mà thầy. Nhưng mà hồi nãy con nhớ được giỏi. Nhớ được là Trường Khánh bậc cam đi con. Ví dụ mà thầy ơi. Chưa thích kêu khoa nhớ được là giỏi. Tiên các bạn gặp đi thầy ơi, thứ nhất thầy ơi đừng chị đó thầy ơi, chính thầy là đã yếu quá thầy. trâu của lạc thầy nói lại cả lớp nghe chưa, cả lớp nghe chưa nè, dạ, cả lớp nghe chưa chưa. Dạ vừa mới nghe lại thầy. Dạ vừa mới nghe nè. Alo. Dạ thiền nó lắc lắc con không nghe được thiền nói gì đó.
bây giờ các bạn gà cho thầy. Có thầy nói gì vậy? Thầy không nghe rõ gì á. Trời ơi, thầy đang nói lại. Thậm chí bây giờ con còn không nghe mà ô lộ mà này bạn tiếng Dũng nó con nghe nó cũng giống vậy đó thầy. Rồi như vậy là do đường truyền chung của chúng ta đó. Rồi thầy nói lại nha, cả lớp nghe được. Cả lớp ơi, cả lớp nghe thầy nói chưa? Dạ vâng, biết nghe thầy nói rồi. Dạ được rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp ha. Thầy đặt đâu ạ? Thầy yêu cầu các bạn gạch cho thầy xem sách trước nè. Gạch cho thầy được thử thách thứ nhất. Râu của lão cày một ngày được mấy đường? Rồi thử thách thứ hai, ngay cái đoạn mà có cái phần ô màu đỏ, số 1 màu đỏ đó, kế bên đó có một cái chỗ đó là ba con trâu được đẻ thành 9 con là hẹn năm sau nộp. Được chưa? Gạch cho thầy nguyên một đoạn nè. Vua sai ban cho cả làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao. Ba con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Đó là thử thách thứ hai. Rồi thầy như vậy là thầy cảm ơn bạn Chu Minh ha. Rồi bây giờ thầy mời một bạn cho thầy. Thầy chưa mời phát biểu nè. Bạn nào ạ? Thầy mời Hồng Ân cho thầy thử thách thứ ba nè. Hồng Ân ơi. Dạ thưa thầy, thử thách thứ ba là Mỹ Du Thanh Hải mở ra. Vua mang cho chim sẻ với lệnh chọn thành 3 chỗ thức ăn. Ừ. Các bạn gạch cho thầy thách thứ ba ở chỗ đó là hai cha con khi đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ nhà vua mang đến một con chim sẻ với lệnh bắt họ phải dọn thành 3 mâm cỗ thức ăn. Được chưa? Rồi đó là thử thách thứ ba ha. Rồi thử thách thứ tư, thử thách cuối cùng. Thầy mời thầy mời Khắc Lễ nè. Con cho thầy biết thử thách cuối cùng là gì nè Khắc Lễ. Ừ, giỏi, đúng rồi. Thử thách cuối cùng đó chính là việc mà đã giải đố được lời giải đố của nước láng giềng, đúng không nè. Rồi bây giờ chúng ta xem kết quả nha. Từ 4 thử thách các bạn gạch cho thầy thử thách cuối cùng nè. Thử thách cuối cùng nha. Rồi các bạn gạch nè. Sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Rồi như vậy các bạn thấy nè, ở 4 thử thách này các bạn hãy cho thầy biết nhân vật. Bạn nào đang mở mic vậy? Lộc ơi tắt mic đi con ơi. Thứ nhất là Lộc tắt mic, thứ hai là Lộc tập trung nè, không có sách nhưng mà lắng nghe thầy giảng bài nè. Rồi bây giờ từ 4 thử thách của em bé thông minh, các bạn hãy xem và phát hiện cho thầy coi, đứng trước mỗi thử thách như vậy, em bé thông minh đã giải quyết những thử thách này như thế nào. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng đi lại thử thách thứ nhất ha. Em bé thông minh đã giải quyết thử thách này như thế nào đây? Thầy mời Quang Anh nè con. Đối với thử thách thứ nhất, em bé thông minh đã giải quyết như thế nào đây? Thầy mời Quang Anh. Dạ. Em bé thông minh đã giải thích như thế nào Quang Anh? Đâu ạ? Khi mà được đặt câu hỏi là ông lão, trâu của ông cày một ngày mấy đường, thì cậu bé thông minh đã đại diện cha của mình nói như thế nào đây? Quang Anh, con có sách chưa? Cậu bé nói nếu như ông không ngựa của ông chạy được bao nhiêu đường thì tôi sẽ nói cho ông biết con trâu của tôi chạy được bao nhiêu đường, tôi sẽ cày được bao nhiêu đường.
Lưu ý cho thầy là con ngựa thì chạy bao nhiêu bước chứ không có chạy bao nhiêu đường nha. Rồi như vậy là đứng trước phần thử thách của Viên Quang đặt ra là ông lão cho tôi biết là trâu của lão cày một ngày được mấy đường. Thì em bé thông minh đã đặt Viên Quang vào trong một tình huống rất là nghiệt ngã, khiến cho Viên Quang phải đơ người ra luôn. Thế ông hãy cho tôi biết ngựa của ông chạy một ngày được bao nhiêu bước, thì tôi sẽ cho ông biết ngựa của, xin lỗi, trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Qua cách trả lời, lấy câu hỏi của Viên Quang để trả lời lại câu hỏi của Viên Quang, ta thấy được em bé thông minh là một người khéo léo. Đúng chưa nào? Đúng chưa nào? Rồi bây giờ thử thách thứ hai. Đó là khi mà vua ban cho làng ba thúng rạo nếp cùng với việc ba con trâu đực và ra lệnh rằng là trong vòng một năm làm sao phải nuôi ba con trâu đực ấy và cho nó đẻ ra. Cái số lượng bây giờ tăng lên gấp tới mấy lần các bạn? Gấp đôi, đúng không? Từ ba mà nó lên tới, nó phải thêm hai lần nữa, như vậy là gấp mấy các bạn? Gấp mấy? Có cái nước là ba rồi nè, có ba rồi. Bây giờ thêm hai, thêm hai, thêm ba con, thêm ba con nữa, như là gấp mấy các bạn? Gấp ba. Gấp mấy lần? Gấp ba lần số lượng có thật đúng không? Như vậy là phải tới ba lần ba là ra mấy con? Chín con, đúng chưa nè? Chín con để nộp cho nhà vua, nếu không thì bị vạ. Như vậy ở chỗ này em bé thông minh đã xử trí bằng cách nào đây? Thầy mời một bạn, thầy mời Ngọc Thủy nè. Con hãy cho thầy biết coi em bé thông minh ở trong tình huống này, em bé thông minh đã giải quyết như thế nào đây con. Dạ thưa thầy, là cậu bé mới nói em liền bảo cha chả mấy khi được lập vua ban, chứ cha cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng, còn một con trâu và một thúng gạo ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con chảy kinh lo liệu việc đó. Như vậy thầy hỏi con nè, ở chỗ này lần giải đáp thứ hai này, lần giải đáp thứ hai này em bé đã liều lĩnh bằng cách là kêu dân làng hãy đãi tiệc ăn mừng đi. Mấy khi được lập vua ban rồi bắt đầu vào gặp vua, em bé đã xử trí như thế nào? Điều quan trọng là khi đến vào gặp nhà vua, em bé đã xử trí như thế nào đây Ngọc Thủy? Dạ, sau khi gặp nhà vua thì cậu bé khóc. Cậu bé mới vua hỏi, vua sai lính điệu em bé vào phán hỏi thằng bé kia mày có chuyện gì sao lại đến đây mà khóc. Cậu bé đáp trả là sau đức vua em và Nguyễn đáp mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ con em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ. Và cuối cùng đức vua nói như thế nào đấy Thủy? Cha mày là giống đực thì làm sao mà đẻ được, đúng không? Như vậy ở việc em bé giải quyết thử thách thứ hai, ta thấy em bé đã thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Bây giờ một em bé mà nói cho cả làng cùng tin, cả làng cùng làm thịt ba con trâu đực đó mà ăn á, thì cả một vấn đề đúng không cả lớp. Nhưng ở em bé ta thấy được cái gì? Cái bản lĩnh của em bé. Nhưng đồng thời khi đối diện với nhà vua, nhà vua nói rằng không biết đó là lộc ta ban hay sao mà còn lên đây hỏi quặn quẹo như vậy. Như vậy ta thấy được em bé đã xử trí bằng cách hỏi vặn lại nhà vua, để rồi nhà vua kết thúc cuối cùng bằng câu chuyện là gì? Cha mày là giống đực thì làm sao mà đẻ được. Như vậy ba con trâu đực nó vua cho cả làng nhằm mục đích là mở hội ăn mừng, đúng chưa? Rồi bây giờ qua tình huống thứ ba. Khi mà hai cha con đang ăn dùng bữa trong công quán, nhà vua kêu quan của mình đem một con chim sẻ đến rồi yêu cầu em bé thông minh đó là phải làm một bà mắm cổ thật là thịnh soạn, nào là món chim sẻ xào, chim sẻ hấp vân vân đi, đúng không? Toàn là những món thật là bắt miệng từ cái con chim sẻ nhỏ xíu như vậy. Em bé giải quyết như thế nào? Chỗ này thầy mời Khánh Trân nè, em bé giải quyết như thế nào con? Dạ thưa thầy, là em bé cầm một cây kim mây rồi đưa cho sứ giả bảo là
ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin liền cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim. Rồi, như vậy ta thấy được gì? Ở chỗ này em bé cũng hỏi vặn ngược lại vua đúng không? Đưa một con chim sẻ bé xíu như vậy mà đòi làm một mâm cổ thật là đầy, thật là đủ, đúng không? Làm sao? Tôi đâu có dao nào mà nhỏ để mổ được thịt của chim sẻ đâu. Như vậy tôi nhờ ông đem cái kim này về cho nhà vua nè, kêu nhà vua mài cho tôi một cái dao thật là bé. Từ đây chúng ta cũng thấy được em bé đã giải quyết bằng cách đưa nhà vua vào một tình huống như thế nào. Chả đũa, gậy ông, đặt lưng ông. Đúng chưa nào? Đúng rồi. Rồi, cuối cùng, thử thách cuối cùng các bạn. Khi mà đứng trước lời giải đố của nước láng giềng, biết bao nhiêu quan thần đều bó tay. Nhưng em bé thông minh đã giải quyết bằng cách nào? Ở chỗ này thầy mời một bạn. Ở chỗ này thầy mời... Thầy mời Gia Khang đi con. Gia Khang ơi, ở chỗ này chi tiết ở tình huống thử thách thứ tư á con, em bé thông minh đã giải quyết như thế nào nè? Thầy mời con nè. Dạ, thưa thầy là bắt con kiến càng cuộc chỉ ngàn năm từ bên thờ lấy giấy mà bắt từ bên thờ lấy mỡ để chiếc từng sang. Đó, như vậy ở chỗ này thầy hỏi Gia Khang nè. Như vậy là ở đây tác giả đã cho thấy được em bé thông minh giải quyết câu chuyện này bằng kinh nghiệm gì đây con? Đây là một bài ca dao, một bài đồng dao đúng không? Đọc với một cái bài ca dao, một bài đồng dao mang âm hưởng của dân ca, dân gian của dân tộc chúng ta. Như vậy bài ca dao đồng dao này, qua cái bài ca dao đồng dao này thể hiện em bé thông minh đã giải quyết thử thách này thông qua kinh nghiệm được học từ đâu nè? Thầy có những đáp án sau đây con lựa chọn nha. Đáp án A, kinh nghiệm từ sách vở. Đáp án B, kinh nghiệm từ cha dạy cho. Đáp án C, kinh nghiệm từ kiến thức dân gian. Rồi, có 4 đáp án ha. Thứ nhất, đáp án là kinh nghiệm từ sách vở. Thứ hai là kinh nghiệm từ cha dạy cho. Và thứ ba là kinh nghiệm từ dân gian, đời sống dân gian hàng ngày nè con. Thầy ơi, thầy nói 4 đáp án mà con thấy thầy nó có 3 đáp án. Thôi ba thôi, ba thôi, cho bạn lựa chọn kìa, bạn suy nghĩ nãy giờ kìa. Thôi thầy mời Gia Khang, thầy chỉ cho con 3 đáp án lựa chọn kìa. Là giả là ý thức. Có 3 đáp án nè con, 3 đáp án thì cho nè. Ở tình huống thứ tư này em bé đã giải quyết bằng cách nào? A, kinh nghiệm gì con? Đúng rồi, kinh nghiệm dân gian nha. Kinh nghiệm đòi này nghe rồi, kinh nghiệm dân gian nha Khang. Rồi, như vậy là nhớ nha, kinh nghiệm dân gian chứ không phải kinh nghiệm trần gian nha con. Kinh nghiệm dân gian, rồi bạn trả lời đúng rồi nè, cả lớp nghe nè. Ở phần thử thách thứ tư, khi nước láng giềng đem một vỏ ốc vặn thật dài và yêu cầu phải sau một sợi chỉ đi qua được thân của con ốc này, em bé thông minh đã vận dụng vốn kiến thức hiểu biết của mình thuộc lĩnh vực dân gian để đối đáp lại câu trả lời mà đối với quan thần ở trong triều lúc bấy giờ đều đành phải bó tay. Như vậy, qua 4 lần thử thách, qua 4 lần em bé thông minh giải đố những thử thách từ của viên quan đến nhà vua cho đến nước láng giềng, ta thấy được em bé thông minh là một người như thế nào đây? Điềm đạm không? Điềm đạm không cả lớp? Điềm đạm đúng không nè? Bình tĩnh đúng không nè? Hiền lành không? Có hóng hách không? Em bé có hóng hách không cả lớp? Không, em bé có hóng hách đâu đúng không? Đâu có thể hiện cho người ta biết được là mình là người tài giỏi đâu. Rất là điềm tĩnh, rất là hiền lành đúng không? Và đặc biệt em bé vận dụng được trí khôn của mình để giải đố những lần thử thách. Như vậy qua 4 lần thử thách cùng với kết quả, thầy chốt cho các bạn phần đáp án như sau. Và bây giờ các bạn cùng theo dõi phần đáp án và kẻ cái phần bảng này vào vở cho thầy nha. Các bạn kẻ vào vở cho thầy nè. Rồi thầy mời các bạn kẻ vào vở nha. Kẻ cái này vào vở cho thầy. Thầy nghe nè con, sao vậy? Dạ, cái tiếng là cái thế bị động đó, là cái thế mà mình bị đưa vào tình thế khó xử đó,
Đúng rồi, thế bị động có nghĩa là bị đưa vào một tình thế mà ở đó không biết giải quyết làm sao. Tại vì Viên Quang bị em bé thông minh đưa vào một cái thế bị động ở chỗ là hỏi ngược lại. Như vậy ngựa của ông đi một ngày bao nhiêu bước, ông trả lời được đi rồi tôi sẽ trả lời cho ông biết được rằng cha của tôi đi một ngày được mấy đường. Châu, xin lỗi, Châu của cha tôi đi một ngày được mấy đường. Như vậy thế bị động không biết gỡ làm sao, không biết giải đáp làm sao, được chưa? Rồi, thầy mời các bạn ghi cho thầy cái phần này đi. Tôi ghi hết luôn hả thầy? Đúng rồi. Wow. Ghi đi con, tập trung ghi đi nè. Đừng có wow, đừng có than. Ghi nha, ghi nha. Thầy ghi hết đó thầy. Đúng rồi. Ghi cho thầy nha. Nãy giờ thầy làm việc rồi, bây giờ tới phiên các bạn làm việc đó. Tụi con rèn chữ từ từ đi nha. Đề thi giữa học kỳ sắp tới, bạn nào mà ghi chữ xấu là điểm thấp lắm đó. Thầy ở cái chữ nhà vua, cái chữ nhà không có viết hoa thầy. Không có. À, cái chữ nhà bên đây là đầu dòng viết hoa đó. Ghi hoa giùm thầy nha. Cảm ơn bạn Đạt nha. Dạ. Cảm ơn Đạt. Thầy ơi, tập con còn có 2 trang nha thầy. Vậy hả? Sao còn có 2 trang vậy? Sao thầy ơi, trang? Mất luôn à. Từ từ, nó đang chạy tè le nè. Con hết tập rồi thầy. Em chưa biết sao. Nó còn có 2 trang nha thầy. Con còn quyển nào khác không? Con còn. Ừ. Vậy cố gắng lòng vô con. Đừng có bỏ nha, nhớ lòng vô nha. Lòng vô nha thầy. Thì lòng vô tiếp á, con có bao lại chưa? Nếu chưa bao lại thì con lấy cái bìa cuối của quyển vở này nè. Con đặt lên cái bìa đầu quyển vở kia, lấy đồ bấm lại. Dạ con bao rồi thầy ơi. Bao rồi thì lôi nó ra. Rồi vậy là con nhét cái bìa của cái quyển tập thứ 2 vô trong cái bìa bao đó. Rồi nó nằm ở trong đó, nó không rớt ra ngoài. Dạ. Được chưa? Con đi lấy tập nha thầy. Ừ, đi lấy tập đi. Các bạn tranh thủ ghi nha. Thầy giữ yên có thằng Trang đó con. Đang cho ghi bài mà.
Châu ghi bài đó nha. Tượng ra tay ha. Phương Thảo ơi, con đang ghi bài, vừa ghi vừa nói chuyện hả con? Vừa nói chuyện đâu thầy. Của nhân vật chúng ta thấy được rằng là dù đặt ở trong bất kỳ một tình huống nào thì tác giả văn học dân gian, đặc biệt là câu chuyện cổ tích, cũng làm bật lên được vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật em bé, đúng không? Đó chính là phẩm chất thông minh, được chưa nào cả lớp? Như vậy chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, đó là phần tích chuyện. Thầy ơi, đừng có chút xíu đi thầy. Thầy đang chờ nè, thầy giảng vậy thôi chứ này đâu có làm gì đâu. Chuyển thầy chuyển trang. Mà nhấn biểu tượng giơ tay nha, thầy đang chờ đó. Thầy chờ thêm 2 phút nữa thôi, đúng 6 giờ 10 thầy bước qua cái khác nha. Thank you.
câu chuyện mùa đậu lúa thầy. Có suy ra. Đi tiếp tục nha. Dạ đúng lúc xong luôn thầy ơi. Ở lớp xong hết chưa? Chưa. Thầy ơi, nó hay là nó hỏi thầy gửi file để lên. Như vậy chỗ này các bạn chừa ra đi, một hồi thầy sẽ gửi cái phần hình cho các bạn bổ sung đi nha. Thầy đem em vệ sinh nha thầy. Ừ đi đi Khánh. Tí nữa con không kịp. Rồi hãy đi tiếp tục nè. Dạ. Bây giờ chúng ta đi qua phần 3 nhỏ kết thúc chuyện. Rồi bây giờ phần 3 nhỏ kết thúc câu chuyện nè. Các bạn nhìn vào. Rồi con đi vệ sinh đi. Các bạn nhìn vào đoạn cuối cùng của câu chuyện. Viên Quan sung sướng vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc, hộ cho nhà vua trước mắt, trước con mắt thán phục của nước láng giềng. Vua liền đó vua phong cho em là Trạng Nguyên. Vua lại sai xây dựng dinh ở một bên hoàng cung cho em để tiện hỏi han. Như vậy các bạn thấy ở phần kết thúc câu chuyện này, ta thấy được kết thúc câu chuyện này có hậu không các bạn? Có hậu không? Có hậu không nè? Hay là có à? Rồi. Như vậy qua cái kết thúc câu chuyện có hậu này thể hiện điều gì? Hay mời Bảo Anh nè. Dạ. Hay mời Bảo Anh con. Qua kết thúc câu chuyện có hậu này thể hiện điều gì đây con? Con cảm thấy như là theo mình đánh giá là kết thúc câu chuyện này có hậu đúng không? Được chưa? Dạ. Rồi. Như vậy nó thể hiện điều gì đấy? Nó thể hiện được điều gì? Thầy có thể giải thích cái câu hỏi luôn thầy, tại vì con cái câu hỏi nè. Rồi cả lớp nghe thầy nhắc lại câu hỏi, thầy mở rộng câu hỏi hơn cho các bạn hiểu nè. Thầy đặt ra câu hỏi cho các bạn là theo các bạn kết thúc câu chuyện này như thế nào? Các bạn trả lời với thầy và thầy hướng dẫn cho các bạn trả lời là các bạn trả lời là câu chuyện này được kết thúc có hậu. Có hậu ở chỗ là em bé được vua phong cho làm Trạng Nguyên, đúng không nè? Rồi, từ việc vua phong cho làm Trạng Nguyên, vua lại còn tiếp tục xây dinh thự cho em bé để em bé ở trong đó được học hỏi và tiện cho vua hỏi han. Như vậy qua kết thúc câu chuyện có hậu, ta thấy được ý nghĩa sâu xa trong việc vua xây dinh thự cho em bé ở, cho em bé được học tập và đồng thời phong cho em bé được Trạng Nguyên thể hiện điều gì?
Dạ, thưa thầy là thể hiện cái sự kiểu nó ngưỡng mộ, kính nể ngưỡng mộ với em của nhà vua với em bé hả? Đúng rồi, là... kính nể ngưỡng mộ sự thông minh của nhà vua đối với em bé. Rồi còn gì nữa không? Và tạo cái điều kiện để mình có thể ở gần với em bé, thì có thể nếu mà có một cái chuyện gì khẩn cấp có thể nhờ giúp đỡ. Như vậy thấy được cái gì các bạn? Tầm quan trọng của trí thông minh trong việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng quê hương đó, đất nước, đúng không nào? Và điểm cuối cùng các bạn thấy kết thúc của câu chuyện làm nổi bật lên được đặc trưng thể loại của chuyện cổ tích ở chỗ là gì vậy? Kết thúc câu chuyện ta thấy chuyện cổ tích nào cũng mang một ý nghĩa về bài học gì? Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, cái công bằng sẽ chiến thắng cái bất công, đúng không? Và những con người đặc biệt trong câu chuyện này với những lần thử thách bật lên được mình là một em bé thông minh, thì chắc chắn là em bé sẽ nhận được những bổng lộc của nhà nước, của vua ban cho, được chưa? Như vậy ở chỗ này kết thúc chuyện, các bạn chỉ cần ghi cho thầy ngắn gọn hai ý sau đây thôi. Thầy mời các bạn ghi cho thầy, ghi ngắn gọn cho thầy hai ý sau đây kết thúc chuyện ha. Thầy ơi, cho con hỏi là trong cái bài này tại sao người ta không ghi cái họ tên của em bé đó, mà người ta chỉ ghi em bé rồi người ta hiểu đúng không? Em bé ở đây á, gọi chung đó là cái gì vậy các bạn? Qua câu chuyện này một hồi chúng ta sẽ đi xem cái kết thúc, cái ý nghĩa kết thúc và bài học. Em bé ở đây nó không tượng trưng riêng cho một ai, mà nó tượng trưng cho gì? Em bé thông minh là hình ảnh đại diện cho những con người thông minh trong xã hội lúc bấy giờ, được chưa Đạt ơi? Đồng thời em bé thông minh này là một câu chuyện được các tác giả văn học dân gian khắc họa lên để ca ngợi, đề cao giá trị của những người hiểu biết rộng, cái vốn hiểu biết của họ góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ha. Dạ. Câu hỏi của bạn Đạt cũng hay đấy các bạn, tại sao lại không đề cập đến một bạn tên là Nguyễn Văn A hay là Nguyễn Văn Tèo, Văn Tí gì đó mà lại gọi chung là em bé thông minh? Em bé thông minh đây là đại từ như nào đây? Xin lỗi, đây là danh từ chung đúng không nào? Thầy nghe nè. Bạn Ngọc hỏi. Thầy nghe nha. Không rồi. Bạn nào ghi xong rồi chờ bạn của mình một chút ha. Tiếp theo ha, đó là chủ đề của văn bản. Để cho con biết một tí xíu nữa. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy ơi, con có một câu hỏi là lúc mà em bé đó đã được thông minh, thì trước khi em bé đó đã được thông minh thì lúc đó là ở thời nào gì? À, câu chuyện này được khắc họa thời nào hả con? Câu chuyện này ở trong văn bản này tác giả không đề cập cụ thể vào thời đại nào giống như chúng ta học đi. Ví dụ như là ở trong Thánh Gióng nó là thời Giặc Ân đi, đúng không? Rồi ở trong Sự Tích Hồ Vua mới là thời Giặc Minh đi, được chưa? Rồi, nhưng đặc biệt trong câu chuyện cổ tích thì người ta không đề cập đến thời đại nào, mà người ta thường thường hay sử dụng cụm từ gì các bạn? Ngày xưa. Như vậy cụm từ ngày xưa, ngày xưa xuất hiện như vậy, chắc chắn rằng tác giả văn học dân gian có xác định được một thời điểm cụ thể không? Dạ không. Không, như vậy ngay từ cái việc không xác định được thời điểm cụ thể,
Như vậy chúng ta thấy được rằng tác giả muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ một nội dung nào mà được chuyển tải trong chuyện cổ tích, nó đều là những câu chuyện đã từng xảy ra, được không? Và bây giờ tác giả văn học dân gian có nhiệm vụ kể lại để từ đó muốn giáo dục chúng ta một bài học nào đó, được chưa nào? À, dạ. Như vậy đối với cụm từ ngày xưa ngày xưa, chúng ta không xác định được thời điểm, được chưa nào? Dạ. Ngày hôm qua thì mình xác định được, đúng không? Ví dụ ngày hôm nay mình biết là ngày hôm là hiện tại, ngày hôm qua là thì quá khứ, còn ngày xưa ngày xưa chúng ta không thể xác định được nó là quá khứ gần hay quá khứ xa, được chưa nào? Bởi vì là chuyện thuyết thì người ta sẽ biết là quá khứ là vào thời điểm nào, còn chuyện tốn bởi vì sao con? Bởi vì sao mà chuyện truyền thuyết người ta có thể xác định được thời điểm, là bởi vì truyền thuyết là những nhân vật hoặc sự kiện gắn liền với yếu tố lịch sử. Yếu tố lịch sử thì phải có như thế nào? Lịch sử thì thường thường có như thế nào các bạn? Có thời điểm, đúng không? Xảy ra cái câu chuyện nó rõ ràng, được chưa? Còn cổ tích thì nó không gắn liền với yếu tố lịch sử, cho nên chúng ta không xác định được thời gian. Đó, ngày hôm nay thầy khen bạn Hoành Đạt là bạn Hoành Đạt đặt ra được rất là nhiều câu hỏi hay. Qua những cái câu hỏi đó, bạn Hoành Đạt đặt đó, thầy giải đáp để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về thể loại của văn học. Văn học mỗi thể loại nó sẽ thể hiện những nội dung tư tưởng giá trị khác nhau, được chưa? Ngày hôm nay là bạn Hoành Đạt đặt được những câu hỏi rất là hay đó, và thầy khen ngợi, và thầy muốn là những tiết học sau các bạn cứ tiếp tục đặt những câu hỏi như vậy ha. Còn những câu hỏi nào mà thầy cảm thấy nó hấp dẫn thì thầy sẽ dành cho các bạn làm bài tập về nhà để chúng ta tìm điểm 9, điểm 10. Các bạn chịu không? Các bạn chịu không? Như vậy mình nhất trí như vậy ha. Tại đây các bạn cứ cố gắng suy nghĩ thật nhiều câu hỏi đặt ra cho thầy. Những câu hỏi nào mà thầy thấy cảm thấy là nó hấp dẫn, thầy sẽ giao cho các bạn về nhà để các bạn làm một bài tập để thầy lấy điểm kiểm tra, lấy điểm theo kiểu là đánh giá thêm các bạn. Như vậy các bạn xong phần 3 chưa nào? Kết thúc chuyện đi nào. Như vậy thầy kết, thầy chốt lại với các bạn ở phần này. Kết thúc chuyện của bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào, nó cũng sẽ làm bật được đặc điểm của thể loại chuyện cổ tích ở chỗ đó là gì? Thể hiện cái khát vọng, đúng không? Hạnh phúc nè, khát vọng công bằng nè, khát vọng ở hiền để gặp lành nè, cái công bằng để chiến thắng cái bất công nè, đúng không? Ác giả, ác báo nào vân vân, ở bất kỳ một câu chuyện, một tư tưởng nào tác giả văn học dân gian truyền tải lên các bạn. Đồng thời, cái kết thúc này nó sẽ luôn luôn là một kết thúc có hậu, để tôi thấy được gì kết thúc này nó phù hợp với từng diễn biến của câu chuyện ha, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục với phần thứ hai, thứ tư. Các bạn ghi thầy bốn nhỏ đó là chủ đề của văn bản. Như vậy theo em, thầy nghe nè Linh. Dạ, chị cho con hỏi là nói vậy là tại sao nếu mà tác giả không có ghi tên không có ghi không có cho biết cái tên của cậu bé em bé thông minh á, thì sẽ cho tác giả lại cũng không cho biết cái tên của nhà vua ạ, nhà vua với lại cha của đứa trẻ. Bạn Linh ơi, giờ như thế này nè con, bởi vì sao ở trong câu chuyện này như hèn trả lời cái câu hỏi là tại sao không cho em bé một cái tên cụ thể. Thứ nhất là bởi vì các tác giả muốn ca ngợi cái bức chân dung của em bé thông minh, để từ đó đề cao lên cái giá trị của sự thông minh trong việc xây dựng quê hương đất nước. Và cũng giống như thầy nói, bởi vì chuyện cổ tích không xác định được thời điểm, cho nên không thể nào gọi đúng được tên của vị vua lúc bấy giờ, đúng không con? Bởi vì không xác định được thời điểm mà. Nếu mà xác định được thời điểm thì mới có thể gọi tên được đúng vị vua ha. Rồi, bởi vì đây là nhân vật chung chung để đề cao giá trị của sự thông minh, không gọi tên của nhân vật thì không thể nào gọi tên của người cha được, được chưa Linh? Ha, rồi chúng ta đi tiếp tục về chủ đề ha. Theo em chủ đề của chuyện em bé thông minh là gì? Và trong chuyện kho tàng cổ tích Việt Nam có nhiều chuyện cùng chủ đề như vậy hay không? Em hãy kể cho thầy một vài câu chuyện như vậy. Theo em câu chuyện, chủ đề của câu chuyện em bé thông minh ở đây là gì đây? Dễ mà các bạn, trả lời cho thầy cái nè. Thầy mời một bạn ơi, thầy mời. Dạ thưa thầy, là chủ đề của câu chuyện này là đề cao những người có trao nghề về em bé, con người. Cao rồi, đề cao về cái gì đây các bạn? Chủ đề của văn bản này là gì? Đề cao sự thông minh và trí khôn, không phải của con người không đâu, mà của nhân gian, của tất cả mọi người chúng ta được chơi. Như vậy các bạn ghi thầy đi,
bốn nhỏ chủ đề đề cao sự thông minh và trí khôn của nhân gian. Được chưa? Của dân gian. Đề cao sự thông minh và trí khôn của dân gian. Ta bây giờ có bạn nào biết được những câu chuyện nào mà đề cao về sự thông minh không? Trí thông minh không? Dạ con ngoan Hoàng Đạt. Hay mời Hoàng Đạt nè, con biết được câu chuyện nào liên quan tới sự thông minh? Dạ thưa thầy là trí khôn của ta đây. Trí khôn của ta đây. Rồi, dạ đúng rồi, trí khôn của ta đây rồi. Câu chuyện trí khôn của ta đây này xoay quanh cái câu chuyện gì đây? Cái câu chuyện mà dắt trâu ra đồng xong rồi hàng ngày con trâu như thế nào đây các bạn? Hàng ngày con trâu như thế nào đây? Con trâu trả lời với ai á? Con trâu trả lời với con hổ. Con hổ, con hổ. Trời đúng rồi, con cọp có đến gặp con trâu nó hỏi là tại sao mà nhà ngươi á tuy to xác như vậy mà cứ bị một con người bé xíu đánh đập như vậy. Con người của mình nó đánh con trâu để con trâu nó cày bừa ấy, các bạn nhớ không? À, bạn nào mà không nhớ thầy kể đại khái, bởi vì không có nhiều thời gian kể cho các bạn, thầy chỉ nói đại khái cái nội dung câu chuyện thôi nha. Rồi xong rồi cái lạ hả, con trâu đó mới trả lời như thế này nè: tuy người nhỏ bé nhỏ nhưng họ có trí khôn. Thì lúc đó bác nông dân cũng đi ra thì cọp bèn hỏi là: nghe trâu nói người tuy nhỏ nhưng có trí khôn, vậy trí khôn ở đâu, lấy ra cho ta xem thử. Được chưa? Rồi bác nông dân mới đáp lại: trí khôn của ta để ở nhà. Rồi con hổ nó mới như thế nào? Nó mới bảo là với lại là bác nông dân này là về nhà lấy trí khôn của bác cho ta xem. Và nếu bác nông dân này đồng ý. Và bác nông dân này như thế nào các bạn? Chói con cột lại. Chói con cột này lại đúng không? Để nó làm gì? Bây giờ nhà ngươi á, phải muốn ta về nhà lấy á, nhà ngươi phải để ta chói nhà ngươi lại, để nhà ngươi ở đây không có ăn thịt con trâu của ta. Đúng rồi, đúng chưa? Và khi mà bị chói vào cây cột như vậy thì bác nông dân đã châm lửa đốt và nói với cột: đó, trí khôn của ta là ở đây nè. Ở đây có nghĩa là sao vậy? Là dụ được con cột vào trong bẫy của mình. Đó là câu chuyện thứ hai. Bạn Hoành Đạt thì đúng rồi, đó là trí khôn của ta đây ha. Còn một câu chuyện nào nữa cũng đề cao sự thông minh ở trong kho tàng cổ tích. Thầy mời Khánh Trân nè con. Thầy mời Khánh Trân. Tụi con có thầy gợi ý nè, tụi con có xem mấy câu chuyện nào mà liên quan tới một hai vợ chồng mà làm nghề bán vải không? Bán vải. Không. Bây giờ thầy gọi tên câu chuyện đó, thầy kể sơ cho các bạn nghe luôn ha, để chúng ta đi qua nhanh chỗ này. Câu chuyện này thầy có ơi, tên là bạn đó trả lời rồi trong phần ô chat đó thầy. Chưa thỏ thông minh rồi, chưa thỏ thông minh đó hả? Chú thỏ thông minh là bạn Khánh Trân rồi nè. Rồi đúng rồi, câu chuyện chú thỏ thông minh cũng đúng rồi nè. Câu chuyện chú thỏ thông minh này nó cũng gần na ná giống như là câu chuyện trí khôn của ta đây vậy đó. Được chưa? Các bạn có thể xem thêm nha, tự tìm hiểu thêm. Có một câu chuyện mà các bạn thấy là cái câu chuyện có tên tựa đề là Mưu Trí Đàn Bà, hoặc có tên là Người Vợ Thông Minh. Hai vợ chồng này làm nghề bán vải, và hai vợ chồng này á thì buôn vải rất là nổi tiếng từ đất vùng đất này đến vùng đất kia. Và đi ngang một cái vùng đất có hai vợ chồng này làm nghề bán rượu. Làm nghề bán rượu là có nghĩa là nơi nghỉ chân cho các đoàn thuyền đi qua cái đoạn đường này. Thì hai vợ chồng này có một cái lòng, đó là lòng tham, và dụ dỗ cái anh chồng này á, là dụ dỗ anh này say và chuốc lấy hết tài sản của anh này mà bắt anh này làm á hả, nô lệ cho mình. Thì vô tình á là anh này á hàng ngày khi làm nô lệ thì vô tình anh này á có thể ghi được một bức thư và thả trôi cái bức thư này bằng cái bưởi ở trên sông á. Thì ngày tháng nó cứ trôi dần, nó trôi dạt vô được cái vùng cái nơi nhà của anh ta, và con trai của anh này tắm thì vớt được cái trái bưởi lên và nhận được cái thư của cha. Và người mẹ đã giả dạng là một người đàn ông cũng đi buôn vải và đi đến cái chỗ mà người chồng gợi ý để cứu chồng của mình về. Thì người vợ
người vợ đã được chồng mắt cho mình được cái mưu đồ của vợ chồng này được như thế nào, như thế nào, như thế nào, thì người vợ này đã lường trước ra được, và trên cái thuyền đó đi là có thêm đứa con trai theo nữa, nó trốn ở trong thuyền á, thì hai vợ chồng này bài mưu lập kế như thế nào thì bị đứa con trai này nó phát hiện và nó phá hết. Và cuối cùng khi mời quan lại thì hai vợ chồng này bị vạch mặt, và từ đó là người vợ đã cứu được người chồng của mình trở về. Như vậy qua đó ta thấy được cái gì? Thầy gọi thầy kể để ngắn gọn bởi vì không có thời gian, các bạn có thể xem chuyện cổ tích ở trên YouTube, các bạn đánh là tựa đề là Mưu Trí Đàn Bà, nó sẽ hiện ra được cái câu chuyện này, các bạn có thể xem thêm. Từ đó ta thấy được cái gì? Sự thông minh trong đời sống của con người, đặc biệt là trong vận dụng tri thức dân gian vào trong đời sống của mình, nó sẽ giúp ích cho chúng ta, được không? Giải gỡ những khúc mắc, những câu hỏi, đặc biệt là giống như em bé thông minh, khi đối diện với những thử thách bằng trí thông minh của mình, bằng trí khôn của mình, vận dụng từ đời sống dân gian, em bé đã có thể giải gỡ được tất cả những thách đó. Như vậy chủ đề của văn bản này các bạn thấy đó là đề cao sự thông minh và trí khôn của nhân gian, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần thứ 5, nội dung cuối cùng đó là bài học của câu chuyện này. Như vậy từ lời giải đố của em bé, chúng ta thấy được việc tích lũy tri thức trong đời sống ngày hôm nay nó có tác dụng gì bây giờ bài học gắn liền với mọi người chúng ta này. Thầy mời Quỳnh Anh trả lời cho thầy câu hỏi nè. Bây giờ theo em á, bài học ngày hôm nay gắn liền với chúng ta, đời sống của chúng ta nó có tác dụng gì đây em, Quỳnh Anh? Dạ thưa thầy, là thưa thầy là có tác dụng gì không? Thưa thầy là mạnh dạn phát biểu đi con, có tác dụng gì? Dạ thầy mời bạn khác được không thầy? Thầy mời bạn khác hả? Rồi thầy mời Quốc Khánh đi nè con. Quốc Khánh ơi, thầy mời Quốc Khánh. Thầy đọc lại cái câu hỏi đi chứ. Thầy đọc lại câu hỏi hả? Bây giờ thầy hỏi con là như vậy theo con là trí khôn thông minh trong đời sống của con người ngày hôm nay nó có tác dụng gì không nè? Có. Có tác dụng như thế nào? Mời con phát biểu cho cả lớp cùng nghe. Thầy là nó có tác dụng là ví dụ là mình bị một kẻ xấu bắt á, bắt nhưng mà mình chịu vào cái trí thông minh để mình lừa người ta để mình chạy trốn á. Bạn nói là khi mà mình bị kẻ xấu bắt thì mình sẽ lừa người ta để mình chạy trốn đó, không phải dùng từ lừa mà mình làm cái gì, mình tạo ra sử dụng trí khôn đúng không, mình sử dụng trí khôn để mình tháo gỡ cái gì, cái khó khăn của bản thân mình nha con, được chưa? Như vậy bạn Khánh có ý, có được một ý đúng đó, là khi chúng ta có tri thức chúng ta sẽ tháo gỡ được nó và chúng ta sẽ thoát được khỏi cái gì, sự nguy hiểm của kẻ thù, được chưa nè? Rồi thầy mời một bạn khác. Thầy mời Khánh Linh cái nè. Dạ thưa thầy, là ngoài cho tháo gỡ những cái để cứu lấy bản thân mình thì mình có thể giúp cho cộng đồng của mình ạ. Dạ, cộng đồng của mình cụ thể đi con, giúp làm sao nè, mình giúp làm sao? Dạ thưa thầy, là khi mà ví dụ như là có một cái mình đang ở trong một cái xe buýt thì có một người đàn ông đang thò lấy tiền của một người phụ nữ nào đó, thì mình phải ngăn dựa vào cái trí thông minh của mình thì mình cũng mình cũng như là mình dựa vào trí thông minh của mình để mình làm cái gì, mình phối hợp với những người xung quanh để bài trừ cái gì đấy, cái xấu đúng không? Dạ vậy. Rồi con sẽ có rất là nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng các bạn thấy bài học mà rút ra được từ câu chuyện này là gì? Các bạn ghi cho thầy năm nhỏ bài học. Bài học rút ra được từ câu chuyện này là chúng ta sẽ phải học hỏi không ngừng. Nhiệm vụ thứ nhất là phải học hỏi. Và thứ hai, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải biết tìm cách giải quyết. Giống như em bé thông minh vậy, được đặt trong 4 lần thử thách, em bé thông minh đều cố gắng tìm cách để giải quyết chứ không bao giờ em bé chối từ. Được chơi như vậy, các bạn ghi cho thầy năm nhỏ bài học, thầy đọc cho các bạn ghi nè. Đặt đầu hàng thứ nhất. Năm nhỏ bài học. Đặt đầu hàng thứ nhất. Năm nhỏ bài học, gạch đầu hàng thứ nhất. Dạ rồi. Luôn học hỏi kiến thức, gạch đầu hàng thứ nhất. Luôn học hỏi kiến thức, gạch đầu hàng thứ nhất. Luôn học hỏi kiến thức.
luôn học hỏi kiến thức từ xung quanh, phải từ xung quanh, phải từ sách vở, từ xung quanh, phải từ sách vở. Từ xung quanh phải sách vở. Gạch đầu hàng thứ hai. Gạch đầu hàng thứ hai. Gạch đầu hàng thứ hai. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách giải quyết. Gạch đầu hàng số 2. Từ trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách giải quyết. Ê thầy, từ trong hết thầy. Từ trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách giải quyết. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách giải quyết. Cũng phải gì hả thầy? Cũng phải gì? Cũng phải tìm cách giải quyết. Thầy dạy. Như vậy các bạn thấy rằng là trí khôn là một trong những nền tảng để giúp cho chúng ta có thể thành công được. Và cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh á, trong lời căn dặn đối với các bạn thiếu nhi nhi đồng, đặc biệt là thế hệ mầm non tương lai của quê hương đất nước, Bác Hồ có khẳng định: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em. Được chưa? Như vậy và thầy hy vọng rằng sau bài học này, các bạn hãy luôn luôn nhớ lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ra sức học tập, dùng trí thông minh của mình được chưa, để góp phần xây dựng tương lai của bản thân và chúng ta góp phần xây dựng quê hương đất nước. Và văn bản em bé thông minh của chúng ta kết thúc ở đây ha. Chúng ta đi vào bài thứ hai. Cái chỗ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là con nhớ ở lớp 5 đúng không thầy? Đúng rồi, câu này là câu nói của Bác Hồ tặng chúng ta đó. Đúng rồi. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp tục ha. Lớp 5 luôn á thầy. Rồi, chúng ta đi tiếp tục nha. Rồi bây giờ các bạn anh chữ gì C lớn? C lớn. À, thầy ơi, ai bật cấp cho thầy? Mở nhạc đó. Thầy mở nhạc đó, thầy mở nhạc đó, thầy mở nhạc đó. Bên nhà thầy. Rồi các bạn hao, bài giảng, bài giảng, bài giảng. Các bạn ghi tựa đề bài vào cho thầy. Rồi các bạn ghi tựa đề bài C lớn cho thầy. Đọc kết nối chủ điểm chuyện cổ nước mình Lâm Thị Mỹ Dạ. Mình ghi cái mà chuyện cổ nước mình đó thầy. Đúng rồi, con ghi C nhỏ. Xin lỗi, C lớn. Đọc kết nối chủ điểm chuyện cổ nước mình Lâm Thị Mỹ Dạ. Ủa thầy ơi, hình như cô đó biết giỏi nhiều ngữ, biết giỏi nhiều cái về ngữ văn đúng không thầy? Cô nào con? Lâm Thị Mỹ Dạ đó thầy. Không, đây Lâm Thị Mỹ Dạ là một tác giả sáng tác văn học nha con. Một hồi chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu về tác giả nha. Một hồi mình sẽ đi vào phần tìm hiểu về tác giả. Thầy sẽ giới thiệu về tác giả cho con biết nha. Rồi, mai mốt mình lên chương trình ngữ văn lớp lớn thôi, tụi con sẽ được học những chủ đề về kháng chiến, về người lính á. Tụi con sẽ được học những sáng tác của Lâm Thị Mỹ Dạ ha. Rồi, các bạn biết là có tác giả Tô Hoài đó. Tác giả Tô Hoài đó. Từ từ qua sắp tới tụi con sẽ được học tác giả Tô Hoài với tác phẩm Dế Mèn Phu Lưu Ký đó. Từ từ tụi con sẽ được học. Không phải Tô Hoài mà còn có rất là nhiều tác phẩm luôn. Đúng rồi. Nhưng mà trong chương trình mình sẽ được học bài Dế Mèn Phu Lưu Ký đó ha. Rồi bây giờ tụi con ghi xong chưa nè. Rồi bây giờ tụi con ghi ra thầy.
Rồi bây giờ ghi cho thầy thì một La Mã, một La Mã chúng ta và cho người kế tiếp qua cái phần gạch ngơ đi ha. Đã cái này là trong trực tuyến mới gặp đúng không thầy? Rồi bây giờ các bạn cùng kể tên với thầy một số cái văn, một số cái câu chuyện cổ tích mà mình được học nè nha. Kể tên các chuyện cổ tích nè nha, cùng với thầy kể tên các chuyện cổ tích, câu chuyện cổ tích nè. Đọc hết luật với thầy. Dạ. Từ từ mình đọc. Rồi bây giờ các bạn cho thầy biết coi câu chuyện này là câu chuyện gì đấy. Ê, mình đi nhanh luôn, gọi tên nhanh luôn, khỏi cần giơ tay các bạn, mở mic lên chữ này luôn nè. Câu chuyện này là câu chuyện tắm cá đúng chưa nè. Rồi hết câu chuyện gì đây, cậu bạn bạn nào biết câu chuyện này, bạn nào biết câu chuyện này, bạn nào biết câu chuyện này? Cái nội dung của nó là cái chú này chú đi đào gỗ mà chú theo ý người ta mà hồi chẳng ra cái gì cầm đi cơ. Như vậy câu chuyện này là câu chuyện gì đây, câu chuyện gì đây? Không biết cái câu chuyện này thì cầm biết tên. Câu chuyện này là câu chuyện đẻo cày giữa đường, ngồi khúc gỗ to các bạn nghe không? Ngồi giữa đường đẻo cày, nhưng mà không có đẻo cày theo ý của mình, mà cứ ai đi ngang góp ý một chút đẻo một hồi ra nguyên một khúc gỗ to, trở thành nguyên một khúc gỗ vụn luôn, không có cái gì hết trơn á. Câu chuyện thứ ba các bạn cùng quan sát với thầy. What? Câu chuyện này là câu chuyện gì đây? Giống sự tích này là sự tích gì? Không phải cái sợ dừa. Một bên là cây cau nè, rồi ăn lá trầu nè. Sự tích gì mà có hai anh em tính tới? Sự tích gì mà có hai anh em tính tới? Không phải sự tích cây trầu. Đúng rồi, sự tích trầu cau, được chưa? Rồi trầu trâu, trầu cau. Tìm hiểu chung ha. Một La Mã tìm hiểu chung. Rồi bây giờ đi về tác giả Lâm Thị Vĩ Dạ nè. Ngay chỗ phần 1, các bạn ghi cho thầy một La Mã tìm hiểu chung. Một nhỏ tác giả. Mình có ghi chữ Lâm Thị Mỹ Dạ không ạ? Có ghi Lâm Thị Mỹ Dạ. Ở chỗ này chúng ta cũng sẽ ghi vài nét về tác giả luôn nha. Bởi vì trong sách chúng ta không có tờ về tác giả, thầy cũng cần các bạn ghi vài nét để chúng ta nhớ về tác giả nha. Dạ. Dạ. Rồi. Thầy ơi, đứt cần phải ghi hết rồi, cái xanh rồi nào đỏ. Không. Thầy, các bạn ghi là một nhỏ tác giả. Xong rồi các bạn hai chấm ghi cho thầy Lâm Thị Mỹ Dạ. Rồi. Các bạn lưu ý cho thầy, tác giả này á, hiện tại bây giờ là bà sinh năm 1978. Hiện tại bây giờ tác giả chưa có mất nha, tác giả vẫn còn đang còn sống nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ bà đang sống ở thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế nha. Hiện tại bây giờ tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ chưa có mất nha. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ là bà đã được 72 tuổi đến tới thời điểm bà sinh năm, để thầy tính coi đúng không? Bà sinh năm 1949. Tính tới thời điểm bây giờ bà bao nhiêu rồi? Các bạn lấy cái tài cho thầy cái máy tính năm 2021 đây nè. 21 cộng cho 21 là bằng 72. Trừ cho 72 đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó các bạn. Đúng rồi. Bạn làm đúng rồi đó, năm nay bà 72 tuổi ha. Năm nay bà 72 tuổi. Bà lấy 51 cộng 21. Bà sinh ngày 18. Rồi, được rồi, thầy là thầy trình bày nè. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe về phần tác giả ha. Các bạn ngồi cùng lắng nghe với thầy. Một hồi chúng ta sẽ chốt kiến thức thầy sẽ đọc cho các bạn ghi. Bây giờ các bạn lắng nghe ha. Lâm Thị Mỹ Dạ, đây là một trong những thi sĩ của Việt Nam. Và năm 2007 bà được nhà nước trao tặng về giải thưởng văn học và nghệ thuật. Bà sinh vào ngày 18 tháng 9 năm 1949 tại Quảng Bình. Và hiện tại bây giờ thì các bạn lưu ý cho thầy á, là bà làm việc tại tòa soạn văn hóa ở tỉnh Quảng Bình từ năm 1978 đến năm 1983. Và đặc biệt sau cái giai đoạn này á, bà không còn viết báo nữa mà bà bắt đầu chuyển sang làm phóng viên, làm biên tập viên
và bà tham gia vào Hội Hiệp Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Và điểm đặc biệt khi nhắc đến cuộc đời của bà thì chúng ta cần phải nhớ đến bà là một trong những người đã làm nên tên tuổi của dòng chảy văn học cách mạng với tác phẩm nổi tiếng, đó chính là Khoảng Trời Hố Bơm, được viết vào năm 1972. Đây là một trong những tác phẩm mà ở đó bà ca ngợi vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong hy sinh cuộc đời của mình trên tuyến đường Trường Sơn thầm lặng. Và điểm đặc biệt thầy cần các bạn nhớ luôn cho thầy, bà là vợ của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng có tên là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đây là một trong những nhà văn, nhà thơ đã có những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, mà trong đó phải kể đến đó chính là tác phẩm tùy bút với tên gọi Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Rồi, về thành tựu nghệ thuật thì các bạn lưu ý cho thầy là nhà phê bình nghiên cứu văn học Hồ Thế Hà đã từng viết Thơ của Lâm Thị Bị Dạ là một dòng thơ giàu ý tứ, tứ thơ không bao giờ được xem là bất ngờ, mà hình như đã tạo ra những tứ thơ rất lạ trong bài thơ của mình. Và Ngô Văn Phú cũng đã từng có những nhận định về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ, đó chính là thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và những rung cảm đầy nữ tính. Và điểm đặc biệt, một trong những bài thơ mà khá nổi tiếng gắn liền với tên tuổi tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ mà ngày hôm nay thầy và các bạn cùng đi vào khám phá, trải nghiệm, đó chính là bài thơ với tựa đề Chuyện Cổ Nước Mình. Được chưa? Như vậy để hiểu rõ vì sao nói thơ của bà hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và có những rung cảm đầy nữ tính, thầy và các bạn sẽ cùng đi vào khám phá tác phẩm này. Được chưa? Như vậy các bạn ghi cho thầy ngắn gọn về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ nè. Các bạn ghi cho thầy ạ. Chú ghi, ủa nãy giờ ghi trong màu đen nữa, thầy đâu kêu ghi đâu. Nãy giờ học mình ghi. Rồi bây giờ các bạn mới ghi ý đầu tiên là gạch đầu hàng thứ nhất. Gạch đầu hàng thứ nhất, Lâm Thị, gạch đầu hàng thứ nhất, sinh năm 1949. Gạch đầu hàng thứ nhất, sinh năm 1949. Gạch đầu hàng thứ nhất, sinh năm 1949. Dạ rồi. Gạch đầu hàng thứ hai, gạch đầu hàng thứ hai. Thôi đừng bật đèn. Gạch đầu hàng thứ nhất, sinh năm 1949. Gạch đầu hàng thứ hai. Thầy ơi, thầy nghe. Đó, tí thầy đọc bài này nên thầy nói con cũng không nghe gì hết á. Các bạn khác có nghe không giờ tụi con? Thầy nghe. Như vậy là thầy nhờ học bạn nào đang bị trục trặc vậy, Bảo Nhi hả con? Dạ đúng rồi, bạn Bảo Nhi không nghe thầy nói gì hết. Bảo Nhi ơi, con kiểm tra lại đi. Không phải là không nghe đâu thầy, có nghe nhưng mà thầy nói. Như vậy là do đường truyền của con á. Hiện tại bây giờ là con nói mà con nói thầy mà các bạn cũng không nhận được tín hiệu luôn á. Con nghe bà nó nói. Con nghe mỗi lần. Con nghe được thầy nói. Các bạn có đang nghe thầy nói không? Dạ có. Con không nghe thầy nói, bị một đoạn cắt đứt có thầy. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè. Ý như là không nghe được thầy nói. Rồi thầy biết rồi, chúng ta đi tiếp, thầy đọc cho các bạn ghi lại nè. Gạch đầu hàng thứ nhất, sinh năm 1949. Gạch đầu hàng thứ hai, được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Gạch đầu hàng thứ hai, được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Thầy nhắc lại ha. Gạch đầu hàng thứ hai, được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Minh Lộc ơi, tắt mic cho con.
Rồi gạch đầu hàng thứ ba cho thầy. Gạch đầu hàng thứ ba. Thầy nhắc lại hai gạch đầu hàng nè. Thầy... sao hả Dũng? Thầy Dũng kêu là thầy đọc lại cái chỗ gạch đầu dòng thứ ba á thầy. Chưa, gạch đầu hàng thứ ba giờ mới đọc nè. Bây giờ thầy đọc lại hai gạch đầu hàng đầu tiên. Gạch đầu hàng thứ nhất sinh năm 1949. Gạch đầu hàng thứ hai được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Được chưa? Bây giờ qua gạch đầu hàng thứ ba nè. Gạch đầu hàng thứ ba. Dạ. Gạch đầu hàng thứ ba nè. Hai tác phẩm làm nên tên tuổi. Hai tác phẩm làm nên tên tuổi của tác giả. Hai tác phẩm làm nên tên tuổi của tác giả. Hai tác phẩm làm nên tên tuổi của tác giả. Hai chấm. Chuyện cổ nước mình. Ghi cái tựa đề văn bản vô cho thầy. Chuyện cổ nước mình. Chuyện cổ nước mình. Chấm phẩy. Khoảng trời. Gạch nối. Hố bơm. Dấu gạch nối nha. Khoảng trời. Xin mời các bạn ghi cho thầy. Dấu gạch nối. Hố bơm. Nè, tên của nó ở đây nè các bạn. Ở dưới các bạn thấy tên văn bản chưa? Ở dưới điếm lên dòng thứ hai. Khoảng trời. Hố bơm. Thấy chưa? Hai văn bản làm nên tên tuổi của tác giả. Hai chấm. Chuyện cổ nước mình. Chấm phẩy. Khoảng trời. Hố bơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đọc văn bản nha. Đọc văn bản xong thầy sẽ có phần cho các bạn về chuẩn bị bài nè. Bởi vì đây là phần đọc kết nối chủ điểm cho nên thầy sẽ không có giảng kỹ, giảng lâu, đi sâu. Và chúng ta sẽ có phần chuẩn bị bài và tuần sau. Tiết học sau thầy chỉ có nhiệm vụ là gì? Gói gọn cho các bạn nội dung thôi nha. Rồi. Thầy ơi, có cần ghi thơ 1977 không thầy? Không, khoảng trời hố bơm thôi. Rồi bây giờ các bạn cùng đọc với thầy nha. Bởi vì đây là bài thơ viết về câu chuyện cổ của nước mình. Chúng ta đọc với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng phải chứa đựng được cái tâm tình hào sảng. Rồi bây giờ hãy đọc mẫu trước, sau đó thầy sẽ mời một bạn đọc lại nha. Các bạn cùng lắng nghe với thầy. Dạ. Chuyện cổ nước mình. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy, xin lỗi, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Mang theo chuyện cổ tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơm nắng, trắng cơm mưa, con sông chảy có gặn dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng lại đa tình đa mang. Thì thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe chuyện cổ thầm thì lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Đầm đà cái tích trầu cau, miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người. Sẽ đi qua cuộc đời tôi bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi. Nhưng bao chuyện cổ trên đời vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm. Rồi, hãy mời một bạn đọc lại cho thầy nha. Ở phần này thầy mời bạn
đọc với một giọng nãy giờ thầy đọc rất là nhẹ nhàng tâm tình nha. Đọc lại với thầy mà đọc không ra gì là thầy trừ điểm nè. Rồi bây giờ thầy mời. Bảo Nhi ơi, con không có nằm ra như vậy nha Bảo Nhi. Rồi Bảo Nhi ơi, con có sách không, con đọc cho thầy đi Bảo Nhi. Cô con ngồi mà cô. Bảo Nhi ơi, rồi bây giờ Bảo Nhi ơi, con có sách không, con đọc lại bài thơ cho thầy đây nè. Con không có sách cho thầy. Cố gắng mua sách nha. Rồi bây giờ thầy mời một bạn khác. Rồi thầy mời Trung Minh đi con ơi. Trung Minh đọc lại cho thầy câu chuyện cái nè, bài thơ cái nè. Một cách để cổ hút mồm, hoa yêu thượng cổ hút con. Một cười nhau lại cười từ từ xa xa. Thương người về mấy thương ta, yêu nhau từ mấy thương ta. Từ ở người thì lại cổ tiền. Người nhau từ lượng, ôi trời. Mang hoa thượng cổ ơi, hoa con cổ thương từ từ xa. Tà cơ mắn, đáng thân mưa. Con trăng chặt ở dặm đường như xa. Thời cha ông với đời tôi như con trăng với thân tổ hạ xa. Chỉ cần một cái thức tha, lớp tên hạt mặt trong gia tổ ủy. Lớp không bằng, lớp không nên như vờ. Vờ động lượng lại ta tình ra ta. Chị con như cháu người con. Nên làm từ được thói quen của mình. Kéo thầy cho đến người ta. Sẽ một chút áp của con cực kỳ. Con như thật của mình gì. Lời ông cho hạn người đã xa Rồi thầy cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ các bạn cùng nghe thầy dặn nè. Phần thứ tư các bạn á, thầy không bắt các bạn làm gì hết trơn á. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là gì? Đã có nội dung ôn tập rồi, các bạn cứ dành thời gian đọc tới đọc lui cho thầy cái phần đọc hiểu nha. Để làm cái phần đọc hiểu. Và thứ tư này thầy sẽ dạy một tiết nữa. Một tiết mình sẽ ôn lại đoạn văn. Và thầy sẽ có hai tiết bùa ngày thứ sáu để chúng ta ôn tập tổng hợp, để tuần sau các bạn sẽ kiểm tra. Rồi bây giờ phần chuẩn bị bài cho thứ tư nè. Cả lớp nghe thầy nói về phần chuẩn bị bài giờ thứ tư nha. Dạ. Các bạn sẽ đọc và trả lời cho thầy 4 câu hỏi trong sách giáo khoa trang 47. Thấy 4 câu hỏi trong sách giáo khoa chưa? Được chưa nào? Các bạn sẽ trả lời cho thầy 4 câu hỏi này. Được chưa? Thầy không yêu cầu các bạn trả lời vào vở, chụp hình nộp gì hết. Chuẩn bị bài để thứ tư này các bạn sẽ trả lời lấy điểm. Được chưa? Trả lời cho thầy 4 câu hỏi này nha. Rồi. Và nhớ dành thời gian ôn tập cho thầy cái nội dung mà thầy đã giao cho các bạn đó. Hai câu đọc hiểu đó, các bạn cứ coi đi coi lại hai câu đọc hiểu từ câu trả lời cho đến phần chúng ta sẽ ghi như thế nào nha. Nhưng mà nhớ đi thi bỏ cái từ hướng dẫn trả lời đi nha các bạn nha. Có nhiều bạn làm bài nộp cho thầy còn ghi luôn hướng dẫn trả lời nữa. Lưu ý chỗ đó mình sẽ ghi chữ là gì? Trả lời hoặc là chữ bài làm, chứ không có ghi chữ hướng dẫn trả lời. Thầy ơi thầy. Thầy nghe. Cả lớp nghe chưa? Nghe lại thầy nói gì chưa cả lớp? Lớp. Dạ. Yeah. Thầy nhắc lại nè. Thầy lúc mà mình mình đi thi á thầy, là mình cái đề nó mình nó sẽ giống với cái đề mà mình học không, hay là nó sẽ khác nữa thầy? Nó sẽ tương tự na ná như vậy đó con, nó không có giống 100% đâu nha. Cái đó là nội dung mình ôn tập, còn đề kiểm tra là đề người ta sẽ ra nó na ná như vậy thôi, chứ nó không có giống như Trang vậy đâu, nha chưa? Đừng có học tủ học kịp nha, học để hiểu nha. Dạ. Thầy ơi thầy. Nè cả lớp. Thầy nghe. Vậy còn lúc mà làm một cái bài tập luận văn nào đó thì là một cái bài mà viết ngắn thì mình viết viết cái nào vậy thầy? Nghe, cả lớp nghe. Phần viết ngắn tập trung ôn cho thầy viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một câu chuyện cổ tích. Và đặc biệt thầy hướng dẫn cho các bạn luôn là viết cho thầy câu chuyện cổ tích gì vậy? Em bé thông minh nha. Nhiều bạn viết tùm lum câu chuyện tè le, viết hết cho thầy em bé thông minh. Tức là không được viết đọc đề người ta. Đừng có viết tùm lum, có nhiều bạn viết câu chuyện cây hoa hồng gì vậy, cây hoa hồng các bạn ghi á
thầy đọc không ra câu chuyện cây hoa hồng luôn á. Nhiều bạn làm, các bạn nào làm đề mà cây hoa hồng á, gửi trên ship á, cái cây hoa hồng các bạn viết chưa có đủ, phải làm sao mà thể hiện được. Thầy không đọc được câu chuyện đó, nhưng mà qua phần các bạn viết cảm nghĩ, thầy biết được câu chuyện đó là các bạn viết mới đúng. Còn các bạn viết cây hoa hồng thì các bạn ghi ghi câu chuyện nở hoa, xong rồi qua câu chuyện đó ta thấy được món quà gì đó, tự nhiên cái sự việc mở nở hoa xong rồi có cái món quà hết này, không có cái sự việc gì cao trào hết á. Tập trung cho thầy viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ em bé thông minh. Cả lớp được chưa cả lớp ơi? Vậy vậy là con biết bài. Vậy con có thể viết một câu chuyện cổ tích mà em yêu thích được không thầy? Bây giờ tập trung Hoàng Đạt ơi, viết cho thầy câu chuyện em bé thông minh đi nha. Dạ. Được chưa cả lớp ơi? Dạ được. Dạ được, dạ, được. Trời, như vậy mình nghĩ nha, thứ tư mình gặp lại nè. Các bạn nhớ dành thời gian đọc, trả lời cho thầy mấy câu hỏi này, và dành thời gian để ôn mấy cái nội dung ôn thi giữa học kỳ nha. Dạ. Dạ. Rồi, như vậy thì chào cả lớp nha. Dạ, con chào thầy. Chào rồi, chào các cô chủ nhiệm, và chào các bạn. Thầy vào thứ tư tuần này. Chào thầy. Thứ tư. Chúc khỏe mạnh mạnh thầy. Cô em cô, cho con hỏi cô. Dạ vâng. Là mà lúc mà thi á, cô có được tắt mic không cô? Có được tắt mic không á con? Còn dạ. Con nghĩ như à, thi thì con tắt mic chừng nào cô yêu cầu mở mic, cô sẽ hỏi, cô trả lời thì mới mở nha con. Dạ. Ủa, vậy là khi là mình sẽ, thì cô sẽ có kêu mình à, kêu mình để mà có cái bài miễn đó hả cô? Không con, làm bài trên xúc trên giấy nha. Cái này ngày mai cô sẽ trả lời nha. Cô sinh hoạt các bạn sẽ hỏi hết luôn ha, được không? Còn những cái chim của con là sao cô? Rồi lát nữa tố sẽ gọi cho Khánh nha. Cô hướng dẫn cho mấy bé nào vậy cô? Quốc Khánh nãy đó. À, như thế này, cô hướng dẫn lại nè, để cô vào cái giúp của cô rồi cô hướng dẫn cho con nè. Chờ cô chút xíu nha. Dạ cô, con xin đợi cô. Con cũng vậy. Dạ. Dạ cô. Ủa sao Hoàng thì bị mờ quá à? Đúng rồi. Để rồi cô hướng dẫn cho Khánh nè, được chưa? Con đang như thế này đúng không? Con vào đây nè con, thấy con thấy cô chỉ không con? Con vào chỗ tìm lớp học nè. Con mở chưa? Con mở của con lên đi, ấn vô tìm lớp học được chưa? Rồi mã lớp mình đánh nè. Hết. A. Đi kép. R. O. Được chưa? Ấn tìm lớp ở đây. Ấn tìm lớp ở đây đó. Đó. Mình ấn vào tham gia. Được chưa? Đầu tiên là ít người gì nào cô? Ít nè, A nè, B kép nè, R, O. Viết in nha. Dạ cô, đợi được ta. Thì cô trở lại cho con nè. Đó. Tìm cái lớp 6 A, cô kép ơi. R, O. À con là vào lớp 6 trước hả? Đúng rồi cô Lý ơi. Ờ à, vậy cô quay lại cho con. Rồi ấy tìm lớp 6 của mình nha. Tìm lớp nè, ấn vô là S nè, Y nè, T, C nè, H. Y chứ cô. Thấy H gì? Y chứ hả? B, X, A, S, A, T, B, X, A, T, B, C, H đúng không? Dạ. Rồi, đi bên H ở chỗ tìm lớp. Bạn à, tại vì cô có trong lớp này rồi, cho nên là nó ghi cô đã có trong lớp này rồi. Còn con ấn tìm lớp đi, nó sẽ ra, được chưa? Rồi từ đây về sau các bạn nào mà bị mất lớp đó thì ấn lại như vậy, nghe chưa? Dạ. Ê, có hiểu rồi. Rồi được chưa Khánh? Được chưa Quốc Khánh? Dạ được, dạ được. Thôi dạ, chưa có bài vậy chưa hả cô? Được chưa Quốc Khánh? Dạ được rồi, dạ được rồi. À, rồi. Nhưng mà nó chưa cô, nó kêu là chưa có lớp học nào ở đây nhận cô. Không phải, con ấn vào đây con tìm lớp chưa?
Dạ, con tìm lớp, con nhập mã vào đi con. Là giật ít. Nè, tìm lớp nè. Ít, Y, B, C, H. Rồi ấn chữ tìm lớp. Được chưa? Sau đó ấn chữ tham gia. Cái này là viết hoa hả cô? Ờ, viết hoa đó con. Đây là đồ vân vân. Rồi ấn vô tìm lớp rồi sau đó ấn chữ tham gia. Cô đợi từ để con làm ạ. Ở đây là ít xong rồi gì hả cô? Ít, Y, B, C, H. Rồi nhấp vô chữ tìm lớp nè. Dạ rồi cô. Rồi ấn vào chữ tham gia. Bấm mấy cái cô? Bấm một cái nha, ấn vô tìm lớp đi, ấn vô tìm lớp chưa? Dạ rồi nha, nghe thấy cái chữ tham gia xong rồi con bấm cho mình không được luôn cô. Nó ấn vô chữ tham gia đi, con ấn chữ tham gia đi, rồi lúc đó giáo viên chấp nhận con mới có lớp được con, giáo viên chấp nhận con mới vào lớp được nha. Dạ con bấm tham gia rồi cô, nhưng mà nó có bấm xong rồi nó hiện tham gia tiếp xong cô. Không, không cần tham gia tiếp, nhiêu đó là được rồi, ở bên kia cô Hồng sẽ chấp nhận cho con được chưa nào. Dạ con bấm tham gia rồi. Rồi con cứ bấm tham gia đi, rồi lát nữa cô coi thì con được cô kiểm tra rồi lát cô gọi con nha. Dạ. Rồi. Rồi con cứ để vậy đi, lát nữa. Rồi con cứ để vậy đi, lát nữa cô gọi. Lát nữa. Rồi bây giờ cô chiếu cái phần báo bài ngày mai luôn nha. Ngày mai sinh hoạt. Ngày mai sinh hoạt thì cái ngày mai sinh hoạt là cô sẽ hướng cô với cô Hồng, nó sẽ hướng dẫn chúng ta cái quy cách thi như thế nào nha. Dạ. Ngày mai á môn, ngày mai không có môn văn, nhưng mà môn văn mới học xong đó mấy bạn. Tối nay á mình coi lại những gì thầy dặn nha mấy bạn nha. Tối nay mình coi lại thầy mới dặn cái gì, mình coi lại bài, mình tranh thủ mình ôn bài để mình thi ha. Toán làm bài toán để cô dặn xong rồi mình muốn hỏi gì thì mình hỏi nè. Toán thì mình sẽ làm bài tập trên súp, mình nộp bài trên súp giúp cô nha. Còn môn tự nhiên thì mình ôn lại chủ đề 2, chủ đề 3 và đọc trước bài mới ha. Dạ. Rồi cô nói lại nè, môn văn môn toán đó mình sắp thi rồi, cho nên là mình tranh thủ thời gian mình ôn bài nha mấy bạn. Tranh thủ thời gian ôn bài. Và cô nhắc nhở các bạn nè, cô thấy là các bạn học chưa có tập trung ha. Buổi chiều nay á bạn thì nằm ra ngáp, bạn thì tắt cam, bạn thì không có chuẩn bị bài cũ gì hết, không chuẩn bị bài. Mà thấy tinh thần học là thấy không có học tập trung gì hết nha, thấy mệt mỏi lắm ha. Không biết bữa giờ là lo ôn thi hay là sao ha. Rồi, tuần này mình cố gắng mình ôn bài để tuần sau là mình thi rồi nha mấy bạn. Dạ. Rồi, cố gắng tập trung ôn bài thi, dành thời gian để ôn bài thi nha. Không có làm việc riêng nữa ha. Cô dạ. Rồi, lát nữa cô sẽ gọi cho Quốc Khánh nha, được không Quốc Khánh? Dạ. Được không, để cô dặn dò cho mấy bạn, không để mất thời gian của mấy bạn nha. Rồi bạn nào có muốn hỏi gì nữa không? Dạ thưa cô, cho con hỏi cô thì là cái đề cương á, cái đề